mà em bảo là em mất buổi chiều thì là cùng củ này, và giá của hai củ đấy thì củ này nó nhẹ hơn nhưng củ này đắt hơn, như thêm những cái nhánh nhỏ và cái rễ này của nó thì cũng rất là cẩn thận. Và nếu như cái tất cả quý cô anh chị, đó lại là một video tiếp theo về review những củ sâm. Và cái series review từng củ sâm một này nó sẽ kéo dài khá là dài, vì đợt này em về rất là nhiều sâm VIP, và cái củ này nó sẽ là một củ đắt nhất của cái lô lần này em về. Về tổng 35 củ, và mấy hôm nữa em sẽ về thêm 5 củ hàng VIP nữa, thì 5 củ đấy sẽ là 5 video tiếp theo. Và những cái củ nhỏ ấy thì em sẽ có thể là 2-3 củ đi một video để cho mọi người xem. Thì đây nó là một cái củ đắt nhất chúng ta có thể nhìn qua. Đó. Đây là mặt trước này, và đây là mặt sau. Mặt này, mặt sau này nó là mặt phần nằm dưới đất, và mặt trước là mặt nổi ở trên mặt đất. Mặt mà chúng ta đào xuống là gặp nó luôn, và mặt trước là cái mầm nó đi lên trên. Đó, như em thì gọi đây là mặt âm này, còn đây là mặt dương. Đó, thì củ này sẽ cho lên cân trước. Cân lên cho mọi người cùng xem. Củ này là 100g. Và tại sao nó lại là củ đắt nhất mà nó chỉ là có 100g? Bởi vì là củ này tất cả các chỉ số đây, mọi người có thể nhìn này, đây ở trên gọi là cái giấy của nó này, đây là một số các cái tiêu chuẩn của củ, đây là cái mã số của nó khi được làm này. Và nó cái củ này này là đã được người ta tìm thấy vào năm cái giấy này này, là người ta được chứng nhận là phát triển từ năm 2015. Và cái củ này nó được đặt tên vào cái chỗ này thì em cũng không hiểu nó lắm này. Và cái người mà đào được thì là đây là cái người ký tên, và đây là cái dấu kiểm định của người ta, check mã QR nhá. Check mã QR này là đâu ra này, thì cái này nó là cái độ tin tưởng của cái củ sâm. Và đây là hình ảnh của củ sâm này, đó, nó được chứng nhận. Đây là của ba nơi chứng nhận. Đây là cái phù hiệu của chợ sâm này, đây là một cái người bán trung gian, và cái này nó là cái chứng nhận của khoa học, của khoa học đó. Thì cái củ sâm này tại sao nói là nó là đắt nhất? Thứ nhất là cái củ này nó có độ tuổi lớn nhất ở trong cái lô sâm vừa rồi em mua. Củ này thì được kiểm nghiệm và người ta được định tính là nó khoảng tầm 45 năm tuổi, nó chỉ là 100g, nhưng mà củ này nó có một cái hình thù dáng nó giống như kiểu là một con tàu đang đi lên ấy. Thì ở bên kia thì là em mua hai củ, vừa đây là có một củ mà em bảo là em mất buổi chiều thì là cùng củ này, và giá của hai củ đấy thì củ này nó nhẹ hơn nhưng củ này đắt hơn. Nhưng cái củ này thì là vì cái giá nó cao hơn một chút nên là em mua được, bởi vì em trả cái giá người ta cao hơn hẳn thì là em mua được cái củ này. Một phần ấy thì là cái giá cái củ này nó cũng khá là ổn để mà chơi. Ngâm một cái bình 21 hoặc 25 đều đẹp, nếu ai có điều kiện thì ngâm một cái bình 63 lít. Đó, một cái bình 63 lít nó khoảng tầm cỡ 4 triệu bình Hàn Quốc ấy. Ngâm bình Hàn Quốc thì là cái vỏ bình nó mỏng, thì chúng ta sẽ có thể nhìn được cái chiều sâu của củ sâm này hơn. Cái củ sâm này ấy, thì nó sẽ được chia làm phần củ cái ở bên dưới và lên phần cổ này. Cái cổ này thì của nó là nó lớn rồi thì bắt đầu nó tịt hết cái những cái mắt, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái lốt sần sần ở đây này. Chúng ta vẫn tính được cái độ tuổi của nó. Cái này thì chúng ta chỉ đếm thôi, định lượng, định tính thì nó mới là sử dụng. Những cái đầu rễ này người ta cho vào, người ta máy quay thì người ta định lượng được carbon này. Đầu vị carbon ấy thì nó mới được ra được cái độ tuổi. Và cái củ sâm này nó là một củ mà cái cổ nó hơi yếu thì phải cầm rất là cẩn thận. Đó, và sau đó lên phía bên trên này thì chúng ta sẽ có phía bên trên này chúng ta sẽ có một cái gọi là chia làm ba cái nhánh to, sau đó chia như thêm những cái nhánh nhỏ. Và cái rễ này của nó thì cũng rất là cẩn thận. Và nếu như cái củ sâm như thế này này thì ở bên kia người ta đã khai thác bằng tay, thì về Việt Nam thì chúng ta cũng phải ngâm ra mà đánh rửa bằng tay, chứ chúng ta không dùng máy nhé. Dùng máy nó sẽ bay hết những cái rễ này, nó sẽ xấu. Đó, thì tất cả những cái gì mà ở trên một cái củ sâm như này thì nó rất là đẹp. Ở từ những cái rễ con này, cái củ này nó có một cái nét đặc sắc, đó là mọi người có thể nhìn đằng sau này, nếu mà ngắm từ phía đằng sau này vào này, mọi người ấy nhìn nào, chùa này rất là mong manh, nó giống như kiểu là ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhưng mà nó rất là đẹp ở cái chỗ này. Cái led nhìn ở đằng sau này nó rất là zigzag,
Đó, chúng ta nhìn này, nó là một cái hình thù giống như kiểu là một con tàu đang đi lên ấy, một cái quả tên lửa nó bay lên phía bên trên cao. Đó, mà nhìn cái phần này thì lại giống như bình rượu. Còn như củ sâm này thì thực ra để mà vận chuyển về mà giữ được gần như nguyên vẹn như thế này ấy, khi như nguyên vẹn như lúc chúng ta đào về ấy, nó rất là khó khăn. Đó, để mà nói thì để mà làm được một cái củ sâm và mua được một củ sâm hoang dã này thì phải mất khá là nhiều thời gian. Và bọn em thì hay trêu nhau gọi là đi chợ online, nhưng thực ra thì nó là một cái anh chủ ở bên đấy, anh ấy sẽ đến thẳng cái chỗ ở nhà người ta bán, người ta đào được củ sâm này và người ta mua, thì sau đó là mình sẽ trả giá, nếu được thì là người ta sẽ bán cho mình. Nó gần như là đấu giá, nó sẽ có rất là nhiều con người. Và nó có những cái chợ sâm ở bên đấy, thì những cái chợ sâm ở bên đấy thì thường thường người ta sẽ bán sâm trồng nhiều hơn sâm hoang dã. Nhưng củ sâm hoang dã thì để mua được ấy, thì cũng có thể là phải có một cái người chủ ở bên đấy, người ta đi thu mua, người ta tìm mua thì sau đó mình trả giá thì được, thì là mình sẽ mua về. Cái củ này ấy, là củ đắt nhất, độ tuổi cao nhất và trọng lượng thì không phải là lớn nhất, nhưng mà là cái giá cao nhất, giá đẹp nhất. Và nó lần này thì em có 4 củ rất là to đẹp và một cái lô nhỏ nhỏ hơn. Nhưng mà tại sao những cái củ như này phải ngâm những cái bình to? Bởi vì ngâm những cái bình to thì nó mới hết được giá, thứ nhất là đẹp. Và còn nếu mọi người muốn rượu ngon ấy, thì mọi người nếu mua một củ sâm này, em có sẵn sàng tặng cho mọi người 1 lít rượu cốt, cái loại rượu mà chỉ ngâm sâm núi hoang dã của em nhé, để cho mọi người về pha vào cái bình đấy. 1 lít là pha được khoảng hơn 20 lít rượu, là nó lên một cái màu rất là đẹp, để mà tạo màu để cho củ sâm này. Khi mà chúng ta đánh ra, cái da nó vàng và ngâm trong một thời gian thì nó sẽ vàng óng lên luôn, nó giống như ở tre ngà ấy. Đó, đây, đó, đây là một cái chút review về củ sâm này. Nhìn qua, mọi người nhìn, rất là đẹp. Đó, mọi người mà thích cái củ này thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368980859, hoặc là nhắn tin vào Zalo theo số điện thoại đấy, thì em sẽ cho mọi người cái giá. Mọi người có gì thắc mắc về sâm hoang dã mà kể cả mọi người mua của người khác, mà mọi người muốn hỏi ý kiến em, mọi người cứ inbox cho em sẽ trả lời hết. Cách ngâm hay cách làm như nào em cũng có thể hướng dẫn mọi người, không vấn đề gì cả. Vì em thì chỉ có là trả lời chậm hay là nhanh thôi, thì có những lúc bận, lúc rộn rảnh. Lúc nào rảnh thì thường thường khoảng tầm 9 giờ tối trở ra thì em rất là rảnh. Mọi người mà lúc đấy còn thức thì mọi người cứ nhắn tin cho em. Đó, thì em sẽ trả lời giải đáp cho mọi người. Đó, đây là một cái củ mà thật ra thì nó trông rất là mong manh nhưng mà rất là đẹp. Thích thì củ này, em không phải củ này, không phải là củ thích nhất. Đó, nói chung là đối với em thì mỗi củ một giá một vẻ. Đó, giống như là chơi cây cảnh thôi. Đó, mỗi cây một giá một vẻ. Dáng huyền, dáng lão hay như thế nào, mỗi cây một cái nét đẹp. Nhưng mà cái gì cả người ta gọi rồi, chơi phải chơi những cái thứ mà đang ngâm rượu hay là cây cối thì chơi thật già, thật đẹp, trông nó mới cổ kính, lao thọ giống như là đồ cổ ấy. Đấy, chơi những củ sâm nhìn nó lao, nó già thì nó sẽ có giống như là phúc là thọ, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Để mà đánh giá thì với em thì nó khá hay đấy. Và giá của nó thì nó thật sự nó sẽ nằm ở trong tầm tay để chơi, nó phù hợp chứ nó không phải là quá đắt. Nếu mà với một cái người ta đi khai thác, mọi người cùng đi khai thác thì mọi người mới biết được là cái sự vất vả và gian nan đào một củ sâm này, người ta còn mất hàng nửa ngày người ta mới đào được nó, chứ không phải là người ta đến người ta cuốc lên đâu. Cái này người ta phải cuộn trải từ cái rễ ra một và nhấc lên dần thì mất nửa ngày, 6-7 tiếng mới đào được củ sâm. Chưa kể nếu một củ sâm mà có đá nữa thì đá nằm xung quanh thì rất là vất vả. Đó, đấy, để tìm rất là hay. Đó, nó dài khoảng tầm cỡ tổng chiều dài nó khoảng tầm cỡ 55-57 cm, nếu mà kịch dễ thì nó khoảng tầm hơn 60. Đó, chiều ngang thì nó khoảng tầm 30. Đó, và một cái bình 25.8 và cắt ngắn cái phần mầm này đi một chút để mà lên bình chúng ta buộc một cái dây cước hoặc cái phần cột. Đó, rất là đẹp, lên không rồi cũng rất là đẹp, chúng ta không cần phải cho thêm một cái gì cả. Trông thật sự trông rất là ghê gớm. Xin lỗi mọi người, nó không phải ghê gớm mà trông nó rất là uyển chuyển, rất là quyến rũ. Ghê gớm thì nó là cái từ dùng hơi sai. Xin lỗi mọi người. Thì cứ có ba anh chị nào mà muốn biết
giá của em nó thì em sẽ nhắn tin cho em sẽ cho người giá. Vì thực ra trên video này nhiều anh chị cô bác bảo tại sao không cho giá, bởi vì nó có nhiều cái vấn đề, nó là vấn đề cạnh tranh. Và khi mua sâm hoang dã này, nó là cái vấn đề là chúng ta đi mua sâm là chúng ta phải như nào, chúng ta phải đấu giá mình mới được sâm một giá. Và người ta có nhiều người ấy, người ta không mua được thì người ta sẽ sinh lòng gọi là ghen tua với mình đó. Ở Việt Nam thì rất là nhiều người về sâm hoang dã, nhưng mà không phải ai cũng dám về nhiều một lần. Như em thì sẵn sàng về một lần, kể cả là 15 cân sâm nhỏ, 20 cân sâm nhỏ, về 5 cho tới 10 cân sâm to, hoặc là những cái củ sâm hoang dã này em về khoảng tầm 15-20 củ là chuyện bình thường đó. Thì video này em cũng sẽ xin kết thúc tại đây. Kính chúc mọi người xem video vui vẻ, một ngày làm việc đầy nỗ lực, buổi tối với gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tất cả mọi người.